Bạn có bao giờ nghĩ rằng liệu là tất cả những bộ phim, tác phẩm mà bạn đã từng đọc đều có chung một khung sườn không? Trong bài viết lần này thì mình sẽ nói về một công thức mà hầu hết các truyện ngắn, tiểu thuyết, phim thương mại đều đang sử dụng để dẫn dắt khán giả. Từ Titanic đến Inception, từ Murakami đến Conan, hay thậm chí là từ Iron Man tới những phim hành động gay cấn chỉ có hai người đóng của Nhật Bản, chẳng hạn như là Rina Ishihara. Công thức này làm mình buồn cười gần chết ngay từ lần đầu tiên mà mình nghe về nó, và cảm giác như là gần như mọi thứ mà mình từng đọc, từng xem đều tuân thủ vừa vặn 14 tình tiết dưới đây. 14 tình tiết không hơn không kém, chi phối hầu như là mọi bộ phim thương mại và các tác phẩm văn học, truyện tranh. Và sau khi biết về 14 tình tiết này thì hiển nhiên là mình không còn xem và đọc như bình thường được nữa. Và đó cũng là một lời cảnh cáo đó. 14 tình tiết sẽ theo thứ tự như sau. Thứ nhất là rắc rối. Thứ hai là đồng cảm. Thứ ba là kháng cự. Thứ tư là biến cố. Thứ năm, không thể quay lại lần một. Thứ sáu, vấp ngã. Thứ bảy, nhìn lại mình. Thứ tám, thấu cảm. Thứ chín, không thể quay lại lần hai. Thứ mười, cao trào. 11, đèn tối. 12, bất ngờ. 13, cuộc chiến cuối cùng. Và 14, là kết quả. Và các bộ phim thì sẽ diễn ra như sau. Mình sẽ lấy hai bộ phim là Iron Man và Rina Ishihara để làm ví dụ so sánh nhé. Về bối cảnh, Tony Stark là một tay chơi buôn vũ khí đang có một chuyến sale ở Trung Đông. Còn Rina Ishihara là một cô vợ trẻ làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Bắt đầu đi đến 14 tình tiết này. Thứ nhất là rắc rối. Đây là màn mồi đầu để dẫn đến biến cố. Sẽ có một thứ gì đó khiến cho cuộc sống của nhân vật chính đang đều đều bỗng dưng thay đổi. Trong Iron Man thì Tony bị tập kích, bị thương và bị bọn khủng bố bắt đi. Còn trong phim, cái tên đấy đặt là chị dâu vụng trộm với em rể. Chồng cô có đứa em và tên này thì xem chừng là đang muốn chén cô lắm đấy. Tình tiết thứ hai là đồng cảm. Nhân vật dù có ngang tàn ngủ ngáo đến đâu thì đây là tình tiết thể hiện tình cảm của họ dành cho những nhân vật khác. Nhân vật chính trong Shoot 'Em Up hay là Deadpool cũng có những người mà họ yêu quý. Đạo diễn sử dụng những tình tiết này để kể thêm về nhân vật chính và giới thiệu các tuyến nhân vật khác nhau. Trong Iron Man thì đó là người bạn Rose, Cole Pepper Potts và anh bạn trong hang. Còn trong phim Rina Ishihara, cô thể hiện tình cảm cho người chồng yêu quý của mình, một gia đình không có con. Và từ từ, mình bắt đầu lục lại thì hình như là tất cả những bộ phim hành động hai người của Nhật Bản, phim về ngoại tình ấy, thì nhân vật chính không có con cái học tiểu học bao giờ, kể cả không phải là vai chính. Tình tiết thứ ba là kháng cự. Tony tìm cách chế ra một cỗ máy giúp anh có thể thoát ra khỏi hang cùng anh bạn Jensen của mình. Còn Rina Ishihara thì đã khéo léo giữ khoảng cách với gã em rể. Tình tiết thứ tư là biến cố. Thời cơ chín muồi, Tony và Jensen đã quyết định sử dụng bộ giáp để xông ra ngoài. Còn tên em rể thì nhân lúc anh trai đi vắng đã lao tới khống chế Rina, và may thay là người chồng đã về kịp lúc. Hắn liền buông cô ra mà chưa làm được gì. Tình tiết thứ năm, không thể quay lại lần một. Đây là tình tiết mà nhân vật chính không thể nào sửa chữa được. Và gần cuối phim thì sẽ có lần hai. Và thường sẽ là cái chết. Trong Iron Man là cái chết của Jensen, cái chết vật lý. Và mình sẽ nói qua có 3 dạng cái chết. Cái chết vật lý là người chết. Cái chết tâm lý, người mình yêu quý bỏ mình đi chẳng hạn. Và cái chết về trách nhiệm thì là sự chung thủy, lẽ phải, niềm tin của nhân vật. Về phía Rina Ishihara thì nhìn ảnh là đủ hiểu, mình không giải thích thêm đâu nha. Đây là những tình tiết mà không cho nhân vật bất cứ một cơ hội nào để sửa sai. Ví dụ như là khi Dr. Strange gặp tai nạn, hay là việc lời nguyền lên chiếc búa của Thor. Tình tiết thứ 6 là vấp ngã. Sự vấp ngã của Tony gắn liền với cái chết của Jensen. Tony vẫn tin rằng là mình có thể chi phối cả vũ trụ, giống như cái cách của Thor trước khi nhận ra mình không thể nhớ chiếc búa,
hay là của Dr. Strange khi còn là bác sĩ, của Cope trong Inception trước khi Sato bị trúng đạn. Việc không thể quay lại gắn liền với sự vấp ngã của họ. Còn về phía Rina Ishihara, cô vấp ngã khi quyết định không kể lại với chồng, tiếp tục đóng vai người vợ ngoan hiền. Tình tiết thứ 7 là thấu cảm. Trải qua biến cố, việc không thể quay đầu lại và vấp ngã, biên kịch sẽ cho nhân vật có sự thay đổi về suy nghĩ. Doctor Strange gặp The Ancient One và tu luyện, Cope tin tưởng vào đồng đội hơn. Naruto thì từ ghét sang yêu quý Sasuke sau những lần thập tử nhất sinh. Asa trở thành rùa trâu. Tony đã trở về và tuyên bố rằng tập đoàn công nghệ Stark sẽ dừng sản xuất vũ khí sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra ở Trung Đông khi mà bọn khủng bố toàn sai hàng của ông. Và sau khi thêm vài lần vụng trộm nữa, thì góc quay này chúng ta có thể thấy được Rena đã bắt đầu nhận ra mình khao khát điều gì. Cô thao thức, còn chúng cô thì lên giường và ngủ ngay lập tức. Thứ 8 là không thể quay lại lần 2. Trong Doctor Strange thì đó là cái chết của The Ancient One. Trong Inception thì đó là lúc Cope lao xuống Limbo, nơi mà được cho là không thể quay lại. Trong Civil War thì đó là lúc mà Iron Man phát hiện ra Winter Soldier là người giết cha mẹ mình. Và đây cũng chính là tình tiết dẫn đến cao trào trong phim. Trong ví dụ của bài viết này, thì cha đỡ đầu của Tony, người chăm sóc Tony và ở bên Tony suốt thời gian qua đã phản bội anh. Còn trong bộ phim chị dâu vụng trộm với em rể, thì đây là tình tiết mà Rena đã xóa bỏ vị thế bị hại của mình. Và dù không chủ động đâu, nhưng cả hai đã ngả lưng lên chiếc giường của hai vợ chồng rồi. Và tình tiết thứ 10 là cao trào. Ngay sau khi không thể quay lại lần hai, thì đây là lúc biên kịch cho nhân vật chính bước vào cao trào. Cope đã đấu tranh với chính ảo ảnh của anh tạo ra trong giấc mơ đang sụp đổ. Còn Tony thì đã sealed up và khô máu với kẻ phản diện. Còn Rina Ishihara thì từ đây mọi người có thể tự đoán tiếp đi nha. Tình tiết thứ 11 là đen tối. Đây là lúc nhân vật chính bị áp đảo. Sẽ không thể nào kịch tính được nếu như mà nhân vật chính thắng quá dễ dàng. Và đó là lý do mà tại sao One Punch Man lại là một bộ phim anime đột phá hết sức, nhân vật chính lúc nào cũng thắng quá dễ dàng, mà xem thì lại không thấy ngán. Và đây là hình ảnh mà Tony đã bị kẻ thù áp đảo. Tình tiết thứ 12 là bất ngờ. Để giải quyết tình huống đen tối, biên kịch thường sử dụng một chi tiết đã được cài cắm một cách rất ngây thơ ở trong bộ phim. Để cho nhân vật chính một cơ hội lật lại tình thế, So thì sử dụng lời nguyền của cha để có sức mạnh trở lại. Rồi Châu thì làm bẽ mặt Hồng Y giáo chủ, cha mình bằng việc thú nhận trận bút chiến do chính anh giàn dựng. Trong Iron Man thì Tony Stark đã hút chết vì độ cao và đã sử dụng chính điều đó để lật ngược tình thế. Tình tiết thứ 13 là trận chiến cuối cùng. Nhưng vậy thì chưa đủ. Biên kịch sẽ lồng vào một tình tiết của trận chiến cuối khi mà cả hai đều khá ngang sức hoặc sở hữu cho mình những lợi thế riêng. Đây là lúc phân thắng bại. Neo chặn được làn đạn, chiến thắng lũ mật vụ. Iron Man sau một hồi vất vả thì cũng đã tiêu diệt được kẻ địch. 14 là kết quả. Thường thì có một phần biên kịch nói về nhân vật sau khi bước ra khỏi trận chiến. Hoặc là nhân vật bước ra khỏi trận chiến theo nghĩa đen, là bước ra khỏi vụ nổ. Hoặc biên kịch sẽ cho thấy nhân vật thay đổi như thế nào sau trận chiến. Có thể là trở về cuộc sống bình thường như là trong Tekken, Fast and Furious. Có thể là sống hoàn toàn khác như tiếng gọi nơi hoang dã. Với Iron Man 1, Tony đã tuyên bố với cả thế giới rằng mình là Iron Man và phát triển tình cảm với cô thư ký. Còn Rina Ishihara thì đã quyết định tay trong tay với em rể sau giờ làm và credit bắt đầu chảy. Còn giờ thì hãy thử lục lại tất cả những bộ phim bạn từng xem với 14 tình tiết này, bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.